Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Phần 3: Chăm sóc trẻ theo phương pháp dưỡng sinh. Cornelia Ihara. Cornelia Ihara sinh ra tại Fukushima, Nhật Bản. Cô học tập phương pháp dưỡng sinh ở Tokyo tại trường của tiên sinh Gotō Osawa và được phân công phân phối tuần báo Osawa. Sau đó cô đến Mỹ và kết hôn với Hernan Ihara, người hướng đạo và dạy môn dưỡng sinh tại Mỹ, cũng là hiệu trưởng cơ sở dưỡng sinh Gotō Osawa tại đây. Con gái cô tên là Mary sinh năm 1958 và Chiro con trai sinh năm 1959. Cô Cornelia hợp nấu ăn với bà Lima Osawa tại Mỹ và cũng là phụ tá của bà Lima để nấu các món dưỡng sinh tại các trại hè từ năm 1960 đến năm 1964. Kể từ năm 1969, với sự thông hiểu cách nấu nướng theo phương pháp dưỡng sinh, cô đã cùng đi du lịch với chồng là Ihara trong khắp cộng đồng Mỹ và nước ngoài. Cô cũng học được từ ông Gotō Osawa và bà Lima Osawa y lý dưỡng sinh để chăm sóc trẻ nhỏ và thực hành nghệ thuật này cho chính các con của cô. Mục đích này là một sự biểu lộ lòng biết ơn của cô đối với ông bà Osawa và các bạn dưỡng sinh khắp nơi trên thế giới. 1. Chăm sóc trẻ nhỏ. Vào năm 1969, tại trại hè Bistro có rất nhiều trẻ nhỏ đi theo cha mẹ đến sinh hoạt. Tôi rất lấy làm ngạc nhiên khi thấy các trẻ nhỏ này thường khóc quá nhiều. Vào năm 1960 và năm 1961, tại trại hè New York có một bà mẹ cùng đứa con 6 tháng tuổi. Bà ta phụ giúp bà Lima Osawa và tôi với các công việc ở nhà bếp. Chồng của bà chỉ đến trại hè vào dịp nghỉ cuối tuần. Lúc đó Mary con gái tôi vừa được 2 tuổi rưỡi và Chiro con trai tôi 1 tuổi rưỡi. Phần tôi giúp bà Lima nấu ăn hàng ngày 3 buổi trong vòng 2 tháng tròn. Và mỗi dịp cuối tuần có khi trại hè đông đến hàng trăm người. Tôi rất ít thời giờ lo cho các con của tôi và chúng không bao giờ khóc vô cớ. Từ đó tôi mới biết các em bé được nuôi dưỡng theo phương pháp dưỡng sinh thường không khóc nhiều nếu không cần. Tiên sinh Gotō Osawa đã nói như thế. Về việc chăm sóc trẻ nhỏ, tôi quyết định ghi lại những điều mà tiên sinh hướng dẫn về việc này. 1. Đừng ấm mồng quá nhiều các con của bạn. Cuộc sống đã quá bận rộn. Bạn chỉ nên bồng bế em bé lúc cho ăn, thay tã lót. Ngoài ra nên đặt em bé nằm trong nôi, nơi yên tĩnh. Đây là bài học đầu tiên của em bé. Nếu chúng ta cho em bé ăn đúng giờ, chúng ta có thể biết được em bé khóc do đòi ăn hoặc do nguyên nhân khác. Khi em bé khóc và mặt em bé đỏ, có thể em bé sốt nếu trán bị nóng. Lúc đó nếu bạn không có một nhiệt kế, bạn có thể dùng đầu lưỡi của mình thử lên trán của em bé. Nếu đầu lưỡi của bạn bị nóng, tức là em bé đang bị sốt. Khi cha mẹ không ấm bồng nhiều em bé, đứa con sẽ trở nên cởi mở hơn, thân thiện hơn bất cứ một người nào. Tinh thần khi cho bé bú sữa. Có một lần khi cho con tôi bú sữa, bà Lima mang cho tôi một lá thư vào phòng và bảo rằng khi cho con bú tốt nhất là đừng để đầu óc trống rỗng, mà nên đọc sách hoặc tự giáo dục mình điều gì đó chẳng hạn. Tôi thường không làm theo lời khuyên này. Do tôi thích nói chuyện với con tôi khi tôi đang cho con bú, giờ đây tôi mới hiểu và cảm ơn về lời khuyên này. 2 tháng sau khi sanh cháu Mary, tôi tắm nước lạnh và bị cảm. Không ăn được gì thì 3 tuần lễ, tôi chỉ uống nước và vẫn cho con bú. Tôi bị sụt mất gần 10 kg. Thuở nhỏ, tôi bị rối loạn tim khá nặng. Bác sĩ và các nhà đoán tương lai tôi sẽ chết lúc 19 tuổi. Và dù sức khỏe tôi vẫn thế, tôi vẫn tạo được sữa cho con tôi bú. Các thực phẩm dưỡng sinh rất quan trọng để tạo chất lượng của sữa. Nhưng một điều quan trọng nữa cũng chẳng kém là người mẹ phải có niềm tin và nhiệt tình mong muốn tạo được sữa cho con. Chỉ khi cho con bú, người mẹ mới biết được thế nào là yên bình và hạnh phúc. Thức ăn tạo sữa mẹ. Trong thời gian mang thai và sau khi sanh, thức ăn đóng một vai trò rất quan trọng. Tôi thường dùng 2 chén súp miso vào mỗi buổi sáng. Bữa ăn phụ thì dùng nuôi mì lứt. Các bạn ăn không ngon miệng là do cơ thể các bạn bị mệt mỏi. Bạn có thể dùng sữa nóng với Yano, một tách sữa bò với một muỗng súp Yano. Tuy uống thế không tốt lắm, nhưng nếu nuôi em bé trực tiếp bằng sữa bò còn tệ hại hơn. Sau khi uống sữa và Yano, sữa sẽ được tạo nhiều hơn. Đậu đỏ hạt nhỏ nấu với rau củ tempura cũng tốt để tạo ra sữa mẹ. Khi tôi ăn mất ngon, tôi thường dùng gạo nấu với đậu đỏ hạt nhỏ. Nếu bà mẹ tạo sữa được bình thường, bà ta luôn luôn đói. Có một lần em bé Chiro của tôi sốt đến 38 độ C trong mùa hè. Sau đó tôi hiểu được nguyên nhân. Sau 3 ngày trước, chúng tôi có đi với một người bạn đến tiệm ăn của người Hoa và tôi đã dùng súp nấu từ thịt lợn. Trẻ nhỏ rất nhạy cảm với protein động vật. Từ đó tôi không bao giờ đi đến nhà hàng nữa, cho đến khi con tôi thôi bú. Những thức ăn bà mẹ thèm ăn chưa hẳn là tốt cho đứa bé. Tiên sinh Osawa đã bảo đừng nên cho trẻ nhỏ đồ chơi, chúng sẽ không phát triển được trí tưởng tượng.
Khi Maria, con của tôi lên 4 tuổi, một người bạn của tôi được cháu đi chơi ở vùng sông Sacramento. Tại đây, cháu đi gom các viên sỏi. Người bạn của tôi hỏi cháu dùng sỏi để làm gì? Cháu trả lời, để về cho mẹ dầm làm dưa chua. Chúng tôi cả cười khi biết được việc này. Khi tôi có thai cháu út, Maria và Chiro hỏi tôi tại sao cần phải đến nhà thương để sanh khi con mèo Tama của chúng tôi dù ở nhà cũng sanh được 5 con mèo con. Tôi trả lời hơi xấu hổ là thực tế cơ thể tôi không được khỏe nên mới cần đi đến nhà thương để sanh con. Những phụ nữ sống thuở xưa thường sinh năng làm việc và sanh con một cách dễ dàng có khi ở ngoài đồng ruộng. Các con tôi còn hỏi tại sao con mèo không tự nấu cơm lấy ăn. Chúng nó nghĩ không có một sự khác biệt giữa người và vật, tất cả là một. Các trẻ nhỏ thường nhận định như vậy và nền giáo dục đã làm trở ngại cho sự phát triển tư duy này. Thức ăn trong thời kỳ mang thai, các bà mẹ dưỡng sinh thường không có cơn đau ban sáng. Nếu có, là do dùng thức ăn không quân bình trong âm dương. Tại Nhật, phụ nữ có thai thường thèm mơ muối. Do khi mới có thai, cơ thể cần nhiều hơn thực phẩm có tính axit. Lý do là em bé cần calcium. Nếu không đủ calcium cho em bé, bà mẹ sẽ thích ăn mơ muối để lấy calcium từ răng cung cấp cho em bé. Phần tôi chỉ thích ăn mơ chua tươi trong thời gian mang thai. Tiên sinh Osawa có nói nếu bà mẹ ăn thức ăn đơn giản và làm việc siêng năng trong thời kỳ mang thai sẽ rất tốt cho đứa bé. Thụy tai của em bé. Thụy tai của em bé nói lên loại thức ăn của bà mẹ trong thời kỳ mang thai. Một cái tai lớn rộng chứng tỏ bà mẹ đã dùng thức ăn âm. Nếu em bé có tai nằm sát đầu là bà mẹ ăn quá nhiều muối. Và làm lụng siêng năng. Nếu em bé có tai sát đầu, mắt lại nhỏ, đó là dấu hiệu tốt. Trái lại, tai quá to và mắt lớn là do bà mẹ dùng quá nhiều trái cây. Phần tôi đã không ăn một trái cây nào trong thời kỳ mang thai. Lý do là một khi đã bắt đầu ăn rồi là tôi không làm sao ngưng được nữa. Tuy nhiên, khi có thai đến tháng thứ 9, tôi đã ăn nửa trái nho do quá thèm. Và ngày sau tôi bị đau nhức. Sau thời gian dài không ăn thịt do đó, trái cây không thích hợp với cơ thể tôi nữa. Trước lúc lập gia đình khi tôi đang bị đau bụng kinh là hầu như ăn nhiều trái cây trong tháng đó. Súp miso. Nếu phụ nữ mang thai lại bị bệnh thiếu máu thường là do ăn quá nhiều trái cây và uống quá nhiều nước hoặc dùng các thức ăn quá âm. Theo kinh nghiệm của tôi, nếu dùng một tách súp miso mỗi ngày thì thai phụ không bị thiếu máu suốt thời kỳ mang thai mà còn có thể là do chất muối trong miso, cô ta sẽ sinh em bé trai. Trong khi các người khác sinh em bé gái, hơn nữa sau khi sanh, nhất là thời kỳ cho con bú, các bà mẹ thường thèm sữa và các chế phẩm từ sữa, nhưng nếu được dùng súp miso thì không còn thèm sữa nữa. Và lại chất lượng miso còn tốt hơn, nó tống thứ khác chất độc, nicotine từ thuốc lá ra khỏi cơ thể. Nếu súp miso có vị mặn quá, chỉ cần thêm chút ít trong súp thôi là đủ. Nếu các bạn có thai, đừng dùng thực phẩm quá âm. Và như thế con bạn sẽ có một dạ dày tốt và tránh được nhiều bệnh tật, bởi mọi bệnh tật bắt đầu từ chỗ dạ dày suy yếu. Suốt thời kỳ mang thai, thai phụ nên làm việc bình thường, thai sẽ không phát triển quá lớn và sanh nở dễ dàng. Nhu động ruột của bé. Có bao giờ bạn xem phân của con bạn hay chưa? Nếu nó dài, lớn hơn và gọn là tốt. Nhưng Chiro, con trai của tôi, bắt đầu ăn gạo lứt. Tôi chú ý Chiro thấy có vài hạt gạo trong phân của nó. Tôi nhặt lấy để xem vì lo nó tiêu hóa không tốt. Nhưng đấy chỉ là vỏ của hạt gạo, bên trong đã tiêu hết đi. Bạn đừng lo cho con bạn không nhai kỹ. Nếu dạ dày nó khỏe, ngũ cốc sẽ được tiêu hóa tốt. Các bước đi đầu tiên của em bé. Trẻ nhỏ nuôi bằng sữa của mẹ bắt đầu từ tháng thứ 14 đến tháng 18. Nếu nuôi bằng sữa bò, em bé sẽ biết đi lúc khoảng 1 tuổi. Sữa bò có nhiều protein âm và calcium âm, do đó cơ thể em bé sẽ phát triển rất nhanh. Một số em bé dưỡng sinh thường chậm biết đi, nhưng răng mọc bình thường. Tiên sinh Osawa nói biết đi chậm là tốt, não bộ sẽ phát triển tốt. Nếu em bé đi quá nhiều, năng lượng dành cho hai chân, chứ không dành cho đầu của em bé. Sữa mẹ giúp bộ não của em bé phát triển tốt, để thay thế sữa của mẹ. Có thể dùng sữa ngũ cốc, dưới đây là công thức sữa số 1 dành cho bé khoảng 3 tháng tuổi. 1. Ngâm gạo lứt qua đêm, xay trong cối đất, đem nấu cho mềm với nhiều nước. Thêm amasake hoặc siro zinia, cho ngọt giống như sữa mẹ. Nếu chân em bé bị cong khi bắt đầu đi như những em khác, thường mút ngón tay là em bé thiếu chất khoáng hoặc thiếu muối, có khi là thiếu cả hai. Để hỗ trợ chất khoáng cho em bé, có thể dùng đầu và xương của loại cá nhỏ cho vào lò nướng vàng giòn, giã nhỏ cho em bé ăn. Bánh mochi rất tốt cho thai phụ và thai nhi, trẻ em thường ăn mochi sẽ lên cân mau và cơ bắp chắc khỏe. Làm thế nào cho con bạn được cường tráng? Đừng bế con bạn quá nhiều và giữ chân trần không cho bé mang tất vớ. Chân là phần dương nhất của cơ thể, thường tập luyện cho bé đi bằng chân trần trên đất, nội tạng bé sẽ khỏe. Tại nhà tôi ở New York, ngay cả mùa đông tôi vẫn để chân trần cho các cháu. Đôi khi cháu bị cảm lạnh sổ mũi và ho, do vậy tôi lại mang tất lại cho chúng.
nhưng chẳng mấy chốc chúng cởi bỏ ra hết. Chúng tôi không thích mang tất đi ngủ. Ở Nhật một vài người mang tất đi ngủ và người ta bảo rằng những người này không bao giờ gặp mặt lúc cha mẹ chết bởi họ chết trước cả cha mẹ họ. Các em bé rất dương, chúng không cần mặc quá nhiều quần áo và có thể đi bộ với đôi chân trần. Cho các cháu đi bộ ngoài trời trong thời tiết lạnh có lợi cho sức khỏe của chúng. Tất cả mọi người và các em bé đã trên 1 tháng tuổi rưỡi đều có thể đi bộ ra ngoài trong thời tiết lạnh rất tốt, trừ những lúc trời mưa. Tiểu sử của tôi, từ nhỏ tôi đã là một đứa trẻ yếu đuối nên tôi thật vui mừng khi thấy các con tôi khỏe mạnh. Các bạn tôi nói với tôi là họ không tin tưởng mấy vào phương pháp dưỡng sinh do họ thấy tôi không khỏe lắm. Tôi cũng biết như thế nhưng họ không biết tình trạng sức khỏe của tôi trước đây. Bác sĩ của gia đình tôi đã từng cho biết là khi lớn lên tôi không thể lập gia đình được. Giờ đây tôi có 2 con và vị bác sĩ này rất lấy làm ngạc nhiên khi biết được điều này. Các bác sĩ hiện nay ở New York đã cho tôi biết mạch máu tim của tôi bị teo nhỏ và tôi có thể chết bất cứ lúc nào. Họ đề nghị tôi giải phẫu tim nhưng tôi từ chối. Tôi được sinh ra với một quả tim không bình thường. Thật là một phép lạ mà tôi còn sống cho đến khi tôi trở thành bà mẹ. Lúc đã có con với ý muốn sống còn, tôi chấp nhận giải phẫu tim. Sau đó tiên sinh Osawa biết và cho tôi dại dột. Dù ca mổ rất thành công, lời trách tiên sinh Osawa rất đúng. 1 năm sau khi mang thai cháu Chiro, mạch máu của tôi lại vấn đề và sức khỏe tôi chỉ còn là như một đứa trẻ trong bụng mẹ. Tôi phải mất rất nhiều thời gian để khôi phục lại. Thể chất của bạn chỉ thay đổi bởi thức ăn, hoạt động và sự trầm tư, hay còn gọi là thiền. Các bạn cố đổi thay bằng giải phẫu, bạn sẽ đánh mất nhiều hơn những gì mà bạn được. Một cuộc giải phẫu kéo dài hàng đồng hồ và phải uống thuốc làm suy nhược cơ thể, nhất là hệ thần kinh của bạn. Tắm và đi ngoài. Trẻ nhỏ thường có làn da màu đỏ nên tắm cho em bé hàng ngày để lấy bớt muối qua da. Như thế em bé sẽ ngủ ngon. Tập cho trẻ tắm và đi ngoài thêm 1 giờ nhất định. Ngoài trừ khi trẻ bị ốm, có thể tập cho trẻ đi ngoài từ lúc 4 tháng tuổi hoặc đặt trẻ vào trong bộ cầu rồi lặp đi lặp lại tiếng xì xì cho quên. Nhớ đặt trẻ vào bô khi vừa thức dậy, đó là lúc trẻ cần đi tiểu. Khi thầy tã, nếu thấy da trẻ ửng đỏ nên rửa bằng nước ấm, nước tiểu có muối sẽ làm rát da trẻ. Nếu mỗi đêm trẻ thức giấc 2-3 lần thì hoặc là trẻ đói hoặc là chất lượng sữa kém. Sau 6 tháng tuổi không cần cho trẻ bú ban đêm nữa, có thể trẻ khóc đòi bú theo thói quen vào ban đêm, nhưng sau đó trẻ sẽ ngủ luôn qua đêm. Sởi. Cháu Mary vào lúc 2 tuổi và Chiro vào lúc 1 tuổi có lên ban sởi. Sởi là một bệnh nguy hiểm, nó có thể biến chứng qua phổi, sốt cao và đôi khi bị mù và nguy đến tính mạng. Đối với các trẻ được nuôi bằng phương pháp dưỡng sinh, bệnh sởi không gây nên nguy hiểm. Đừng phơi trần trẻ khi trẻ bị sởi và hãy để trẻ ở trong nhà. Cho ban sởi mọc đều khắp cơ thể, nếu không ban sởi sẽ vào bên trong, bao phủ các cơ quan nội tạng. Không cho trẻ ăn các thức ăn như trái cây chẳng hạn vào lúc này. Tiên sinh Osawa nói nguyên do bệnh sởi là do trẻ đã phát triển và không còn cần sức dương nhận từ lúc còn trong bụng mẹ. Sởi là sự đào thải chất thặng dương. Các trẻ tâm trạng không bị sởi cho đến khi đầy đủ sức dương để tống khứ chất thặng dư này. Trẻ nhỏ thường lên sởi lúc đến 4 tuổi. Các bạn có biết thể trạng của con bạn là dương hay âm? Giáo dục xã hội. Tiên sinh Osawa có nói bạn phải giáo dục cho con bạn cởi mở với mọi người. Nếu bạn thực sự hiểu được nguyên lý vô sum đó thì cuộc sống là cái thống nhất. Bạn và tôi là không thể chia ly. Khi bạn thực hành cái một đó và cho con bạn hiểu được điều này, đời sống chúng sẽ được hạnh phúc, đầy lòng biết ơn và tự do vô cùng. Tại Nhật người ta thường nói lúc lên ba bạn ra sao thì 100 tuổi càng như thế. Bởi sự giáo dục của cha mẹ cho con bạn qua lối sống của họ, hãy giữ cho con bạn 3% đói và 7% bị lạnh. Điều này sẽ khó thực hiện nếu bạn không quá nghèo. Tuy nhiên các trẻ thường khi ăn kẹo, đường và trái cây nhiệt đới mà các bà mẹ dưỡng sinh lại không cho con mình ăn các thức ăn cũng coi tương đương 7% bị đói. Tình thương không chỉ là sự cho đi mà đôi khi trái lại, nếu con bạn đòi ăn thức ngọt và bạn không cho chúng, đó là một hình thức yêu thương. Các bạn giữ gìn cho con bạn dùng thực phẩm tốt trước khi chúng đến tuổi, đến trường, để chúng được khỏe mạnh và khi chúng lớn lên nếu chúng có thể ăn đường cũng không tai hại mấy tùy theo thể trạng của chúng. Nếu thể trạng dương không sao, nhưng nếu chúng ốm yếu và âm tính thì tuyệt đối không nên cho chúng ăn đường.
Tôi luôn khuyên các con của tôi không được ăn đường cho đến năm 16 tuổi sau khi tùy nhận định của chúng. Nhưng nếu chúng cùng sống trong một nhà với tôi sẽ không dọn cho ăn món thịt và đường dù là sau 60 tuổi. Đời sống của trẻ không phải là của bạn, chúng phải tự chọn con đường của chúng. Tôi để cho con tôi hoàn toàn tự do sau năm 16 tuổi. Việc sử dụng muối cho trẻ nhỏ được nuôi dưỡng bằng phương pháp dưỡng sinh thường mạnh khỏe và được miễn dịch với nhiều bệnh tật. Nếu trong thời gian mang thai bà mẹ dùng thức ăn quá dương hoặc quá âm, uống quá nhiều dược phẩm, trẻ sinh ra sẽ dễ bị ảnh hưởng mất quân bình do các độc tố từ ba mẹ. Hãy cẩn thận khi dùng muối cho trẻ, không nên cho trẻ ăn muối sống mà chỉ dùng muối dưới hình thức miso, nước tương tamari, muối mè và một lượng rất nhỏ để thử xem con bạn có cần muối hay không. Tiên sinh Osawa có nói, đưa cho cháu trẻ một miếng củ cải trắng, đai cần dầm muối, độ dài khoảng 8cm. Nếu trẻ cần muối, cháu sẽ múc củ cải suốt ngày, nhưng nếu đủ muối, cháu nó sẽ bỏ đi. Các bạn dưỡng sinh bên Mỹ trong khẩu phần thường có thêm thịt, không nên ăn muối nhiều. Thường các bà mẹ rất sợ cho con mình dùng muối và nghĩ rằng nuôi con mình nhiều trái cây là tốt, nhưng nuôi như thế trẻ sẽ dễ mắc bệnh thiếu máu. Nếu chỉ được nuôi bằng trái cây và rau củ mà không có muối, bao gồm cả miso và soy sauce. Quá nhiều muối cũng không tốt cho trẻ. Nếu bạn lỡ cho ăn quá nhiều muối, hãy cho con bạn uống nước. Nước sẽ đem muối ra khỏi cơ thể. Nếu ăn đủ muối, trẻ sẽ ngủ ngon và khóc rất ít. Khi ngủ ngon, trẻ sẽ chóng lớn. Bà mẹ dùng cách trà ban cha uống sau mỗi bữa ăn và đi tiểu trong 3-4 lần trong ngày là tốt. Nếu còn khát, chứng tỏ đã dùng quá mặn hoặc ăn dặm quá nhiều trong ngày. Nếu bạn làm việc siêng năng, các tế bào khỏe và lại sử dụng một lượng muối thích đáng, bạn không bao giờ bị bệnh. Nhưng nếu cơ thể bạn yếu, vài tập luyện nhẹ sẽ giúp bạn tạo sức khỏe nhanh chóng. 2. Thức ăn đầu tiên cho trẻ. Đối với trẻ trai, khoảng thời gian để tập ăn chất đạm là 100 ngày sau khi sanh và trẻ gái là 110 ngày. Tuy nhiên bạn có thể chờ đến khi trẻ mọc hai răng trên và hai răng dưới là đúng lúc để tập cho trẻ ăn. Dùng một phần gạo và 10 phần nước nấu lửa nhỏ trong 5 tiếng đồng hồ, xong nghiền cháo trong chén bằng một cái muỗng rồi đút cho trẻ ăn. Cho thêm một chút muối mè hoặc miso. Lần đầu chỉ cho một muỗng cà phê trong một ngày, sau đó tăng dần lên. Xem chừng phân của cháu, nó không phải là quá cứng và không quá mềm. Nếu có màu xanh và mềm nhão, điều đó chứng tỏ có quá nhiều rau củ và thiếu muối. Nếu bạn cho trẻ ăn gạo lứt mỗi ngày thì không cần phải thêm quá nhiều rau củ. Gạo lứt đã đủ chất khoáng cho trẻ, tốt nhất là cho trẻ ăn cơm và rau củ riêng ra, đừng có trộn chung vào với nhau. Tất cả gạo lứt lúa mì, nuôi kiểu mạch, buckwheat và mì ống, macaroni đều phải nấu thật mềm cho dễ tiêu. Ở Việt Nam hiện nay có phở trà và bún trà dùng cũng rất tốt. Sau 1 năm tuổi, trẻ có thể dùng các loại thực phẩm như người lớn, ngay cơm gạo lứt cho trẻ ăn tốt hơn là cho ăn kem gạo. Một vài cháu không thích ăn cà rốt và hành nấu, các loại rau củ này khá là dương với trẻ. Nếu trẻ thích ăn cà rốt tức là tình trạng trẻ âm, đừng dùng nấu cho trẻ ăn. Nếu trẻ thích ăn muối là do lúc bà mẹ mang thai, bà mẹ đã uống quá nhiều thực phẩm độc tố. Nếu ép cho trẻ ăn nhiều muối quá, trẻ có thể bị bệnh nói lắp. Đừng hạn chế nuốt quá trừ lúc cháu bị sổ mũi. Nếu cháu thụ động, không cười và cũng không khóc, có thể là cháu đang quá nhiều muối và không đủ nước. Giảm hẳn muối trong bữa ăn và cho uống thêm nước là cháu trở lại hoạt động bình thường. Nếu con bạn ăn quá nhiều trái cây, đường hoặc là mật ong, chúng sẽ âm hóa. Cần phải có thời gian để dương hóa tình trạng này do thức ăn trên đã lấy đi muối, khoáng và canxium trong cơ thể trẻ. Tình trạng trẻ sẽ trở xấu đi, luôn khóc và gần như chẳng biết cười. Nếu trẻ ăn ngũ cốc thường chỉ đi ngoài một lần mỗi ngày, phân màu vàng nâu là tốt. Nếu ăn rau củ nhiều phân sẽ màu xanh, tuy nhiên nó mùi dễ ngửi và phân gọn, cũng tốt. Màu nước tiểu phải vàng, nếu trong vắt hãy cho trẻ thêm muối. Các bạn theo phương pháp dưỡng sinh sẽ tìm được lượng muối thích ứng cho trẻ. 3. Chăm sóc bà mẹ trước và sau khi sinh. Vào tháng thứ 9 của thai kỳ, đầu của trẻ quay xuống do não bộ phát triển và trở nên nặng hơn phần đầu. Nếu đầu trẻ vẫn ở phía trên có nghĩa là bộ não của trẻ không phát triển hoàn toàn. Lúc này bà mẹ thường hay bóp tiểu do bàng quang bị ép. Khi bạn đi tiểu thì dùng tay nâng đầu trẻ lên một chút sẽ dễ đi hơn. Đôi chân bạn bị sưng, hãy giảm muối và các thức ăn quá âm đi. Sau khi sanh nở đừng chải tóc trong 1 tuần lễ. Có thể năng lượng của bạn ở phần đầu làm bạn xúc động, không tốt. Bạn có thể ăn chút bánh nếu đói, uống trà già tương cũng tốt. Nhưng nếu quá mặn sẽ làm ống sanh đẻ co lại. Nếu bạn ăn dưỡng sinh lúc mang thai, có chút ít trái cây hoặc là chút ít thịt trắng cũng được nếu bạn còn thèm và giữ nếp sống trật tự. Sự sanh đẻ dễ dàng và sữa có thể là sẽ tự nhiên. Sau khi trẻ chào đời, giữ đầu của bạn thấp hoặc là nằm đứng có gối, cử động nhẹ nhàng, đứng lên hoặc nằm xuống quá nhanh. Sự tuần hoàn máu sau khi sanh còn khó khăn có thể làm bạn bị choáng váng. Nếu bạn nghỉ ngơi đúng cách sẽ hồi sức rất nhanh.
bạn phải nằm nghỉ ngơi hoàn toàn trong 3 hôm, chỉ trừ lúc đi nhà tắm. Ở bên Nhật sau khi sanh bà mẹ không được đi dạo ngoài, mà ít nhất là trong 3 tuần, nếu bạn có thời kỳ mãn kinh khó khăn, đó là do bạn đã không giữ gìn cẩn thận sau khi bạn sanh nở. Cách một ngày sau khi sanh nở, ăn cháo nhiều với mơ muối, súp rau củ và bánh mì không men, thức ăn đơn giản sẽ phục hồi và lành mạnh. Dạ con của bạn, 3 tuần trước và sau khi sanh ngưng hoạt động tình dục. Ngày sinh, sau khi sinh dùng khăn phủ lên thân trẻ, lau mắt trẻ sạch bằng gòn nhúng nước ấm, lấy ngón tay trỏ của bạn bọc vải gạc thấm nước ấm lau sạch bên trong miệng trẻ, rửa đầu và tắm cho trẻ bằng nước ấm, thử nhiệt độ bằng khuỷu tay của bạn, nếu cảm thấy nóng vừa là đủ. Đặt đầu trẻ trên cánh tay của bạn và bàn tay trái của bạn giữ tay trái của bé. Để ngón tay cái trên hậu môn của trẻ tránh cho mót phân vào chậu tắm. Từ từ để cháu vào trong chậu. Khi cháu đã yên, lấy ngón tay cái ra khỏi hậu môn và mở khăn choàng ra, rửa sạch nách trẻ trước, tay, bộ phận sinh dục và hai chân. Sau khi phía trước đã tắm rửa xong, xoay người trẻ lại, giữ tay mặt của cháu bằng tay trái của bạn, tắm rửa lưng và hậu môn, vậy là xong. Dùng gạc thấm nước ấm để vào miệng cháu một lát, nếu cháu mẹ khỏe bình thường, cháu sẽ không cần bú gì trong ngày đầu. Ba mẹ được nghỉ ngơi hoàn toàn, khi vú mẹ đã có đủ sữa cho trẻ bú. Thoạt tiên sữa mẹ sẽ không có màu gì mà lại có chút dầu, sẽ làm nhuận tràng cho trẻ. Rất tốt để cho trẻ bú lại sữa đầu tiên này, trẻ sẽ có phân màu đen trong lúc đầu. Điều đó bình thường, nếu không có phân đen lúc đầu sẽ có khó khăn này khi trẻ lớn lên. Thăm hỏi, một tuần sau khi sanh mới nên đến thăm mẹ và trẻ. Nếu đến thăm sớm, bạn nên yên lặng và đi ngay để tránh cho bà mẹ và trẻ đỡ bị mệt. Nếu được tắm, trẻ sẽ ngủ ngon do lượng muối thừa sẽ theo nước thoát qua da, nhưng hãy cẩn thận dùng miếng plastic băng rốn trẻ lại. Trẻ tắm trong buổi trưa là tốt nhất. Đầu tuần, cha trẻ phải tắm cho trẻ. Tuần sau, hãng để cho bà mẹ làm việc này. Nếu vùng thân của trẻ cuốn tã ửng đỏ, bôi dầu thực vật và phấn trẻ em, không cần tắm cho trẻ bằng xà phòng. Cho trẻ mặc quần áo bông cotton và len không thích hợp. Đừng buộc chặt trẻ trừ khi trẻ cử động tay chân quá nhiều. Cho trẻ bú, cứ mỗi 3 tiếng đồng hồ lại cho trẻ bú một lần, nhưng không cần đánh thức khi trẻ đang ngủ. Khi trẻ no, trẻ sẽ không mút nữa. Nếu trẻ ngủ gật khi bú và không hấu ăn, tốt nhất là đặt cháu lên giường và không cho bú nữa. Lần sau cháu sẽ bú nhiều hơn. Mỗi lần bú khoảng dưới 20 phút để tránh núm vú và da vùng bú nứt nẻ. Hãy vén nhẹ hoặc chà sát núm vú bằng khăn khô. Tiên sinh Osawa nói, nếu ăn theo dưỡng sinh hoặc không bỏ vỏ rau củ, như thế da bạn sức khỏe và dẻo dai. Đừng dùng xà phòng khi tắm, dùng túi cám tốt hơn. Để có thứ chất lượng sữa mẹ, hãy bóp vú cho da sữa. Nếu quá loãng thì sữa kém, bạn bị âm, giọt sữa phải giữ nguyên được hình là tốt. Nếu sữa không chảy ra được, bạn quá dương, hãy ngừng ăn protein động vật và đắp lên vú gạc gừng. Cách làm cam khoai sọ có trong y học thưởng thức trong gia đình. Sữa mẹ vẫn tốt hơn sữa bò, tiếng khóc của trẻ là tốt. Nếu to, do phổi của trẻ khỏe, da đỏ hồng là tốt vì trẻ dương. Nếu da nhợt nhạt, bạn ăn thêm nhiều thức ăn dương với lượng muối vừa phải để trẻ sẽ bình thường trở lại. Nếu bạn không làm việc nặng nhọc, đừng ăn nhiều muối. Cả hai con tôi đều sinh ra tại Mỹ nên tôi cùng ảnh hưởng theo lối sống ở Mỹ. Tôi không thể quyết đoán rằng lối sống kiểu Mỹ hay Nhật là tốt. Nhưng sự kiện liên hệ giữa mẹ và các con ở Nhật nồng ấm và chiều mến hơn ở Mỹ, một phần qua việc cho con bú sữa mẹ. Phải chăng chủ nghĩa cá nhân hiện nay ở Mỹ đều bắt nguồn từ các trẻ em thường được nuôi dưỡng bằng sữa bò và sống tách rời với mẹ của chúng, nên không cảm nhận được tình thương, tình mẫu tử. Một bà mẹ phải luôn có mơ ước đem lại hạnh phúc cho mọi người ở chung quanh, chứ không riêng gì chỉ trong gia đình mình. Và các con của bà sẽ giống như thế. Chúng quan tâm đến tất cả mọi người, giúp mọi người cùng được khỏe mạnh, hạnh phúc và tự do. Tôi cố giải bài nhiều về đề tài này, nếu giúp ích được cho các bạn, tôi thật lấy làm hạnh phúc. 4. Bệnh tật và cách chữa trị. Khi bị sốt chẳng hạn, hãy quan sát sốt vào buổi sáng, trưa hay chiều, đó là cách để biết bệnh thuộc âm hay dương. Sức nóng vào buổi trưa dương đẩy đi các thẳng âm của cơ thể, nó gây nên cơn sốt. Tối và tảng sáng mai là âm, vậy nó loại cái âm ra bên ngoài. Bệnh nhân lao sốt vào buổi ban trưa, lao là bệnh rất âm. Sốt vào buổi sáng là dư dương, thực phẩm động vật. Thường thì khi bệnh bón sẽ kéo đến các bệnh khác, giữ cho ruột thật sạch, cơ thể sẽ khỏi và không bao giờ bị sốt. Nếu trẻ nhỏ bị bón nên dùng ống thụt. Và mùa hè, trẻ nhỏ dễ bị bón, dùng lõi bắp cải cắt thành những mẫu theo hình tam giác và nhét vào giữa hai mông đít trẻ. Sử dụng các phương pháp dưỡng sinh không gây nguy hiểm gì cho trẻ. Nếu các bạn nhận định một vài sai lầm về âm dương, không tai hại gì ngoại trừ tình trạng đi quá nguy kịch. Nếu lối trị dương không truyền bệnh, hãy thử lối âm. Chất sáp trên đầu trẻ. 2 tháng sau khi sanh, trẻ thường có bệnh dai trên đầu, giống như sáp hay còn gọi là cứt trâu.
Chất sáp này là do cơ thể đào thải ra protein động vật thừa tích tụ trong lúc dạ, con hoặc là khi nuôi sữa. Sự đào thải này giúp trẻ lớn nhanh, đừng bôi thuốc men lên đầu, sự đào thải sẽ ngừng và thận, trẻ sẽ bị tổn hại. Nếu bạn cho con bú sữa mẹ và trẻ bị kích trâu, tốt nhất là đừng nên ăn thịt động vật nữa, từ 6 tháng đến 1 năm là trẻ sẽ hết kích trâu. Để gỡ ra, gội đầu cho trẻ bằng nước ấm và túi cám để làm mềm sáp, rồi bôi dầu mề lên đầu trẻ, rồi lau sạch nhẹ nhàng bằng vải, túi cám giúp cơ thể tránh được các loại bệnh về da. Cách làm túi cám như sau, may vải cotton thành các túi nhỏ, cho cám và buộc lại, ngâm mình trong nước nóng vài phút, khi nước có màu trắng đục là dùng được. Trẻ đái dầm, nguyên do là bàng quang quá dương giãn hoặc là co thắt. Nếu vừa mới lên giường đi ngủ, trẻ đái dầm là do quá âm, nếu vào lúc sáng sớm là do dương. Hệ thần kinh đối giao cảm hoạt động vào lúc này và làm cơ thể co thắt bàng quang. Để dương hóa một bàng quang trương giãn âm, trộn 70% củ sen phơi khô với 30% muối mè đen, làm bằng muối mè và mè đen. Cho hỗn hợp này vào một cái bao nhộng, capsule, và cho trẻ ăn trước khi ngủ. Cũng vậy, cho một muỗng cà phê muối mè đen vào mỗi bữa ăn, để âm hóa bàng quang dương khi dùng bánh mochi và bắp nồi cải. Các loại rau củ màu trắng cũng tốt với ít muối. Nếu da cháu ửng đỏ vùng mông, háng và bạn cho con bú bằng sữa mẹ là do bạn ăn quá nhiều trái cây. Rửa vùng da đỏ bằng nước ấm, bôi dầu mề và tinh bột ngũ cốc. Đau amidan, triệu chứng của bệnh amidan là đau cổ họng, nhiều nước miếng trong miệng và sốt cao. Điều quan trọng hơn hết là phải hạ sốt do nó có thể làm tổn thương đến thận. Bạn có thể dùng muối chườm để chữa bệnh này. Cách làm muối chườm như sau: dùng 2 muỗng muối biển thêm vào 2 đến 3 muỗng nước lạnh để muối ướt đều. Cho muối vào túi vải mỏng kích thước độ vừa đắp lên cổ trẻ, phủ lên chân bằng một khăn tay khô và có thể ghim bằng một kim băng an toàn. Để qua đêm, sáng lấy muối ra rồi rửa cổ trẻ bằng nước ấm. Cách này cũng dùng cho cả người lớn được. Y khoa ngày nay thường giải phẫu cắt bỏ amidan nhưng thật ra không cần thiết. Tiên sinh Osawa có nói đừng cắt bỏ amidan, nó kiểm soát và sản sinh hormone rất cần cho sức khỏe. Nghẹt mũi, trẻ không biết hắt gì nên bà mẹ phải giúp nó, dùng miệng hút chất nhờn từng lỗ mũi một. Để trị bệnh, bạn có thể cắt 3cm phần trắng của cọng hành và đặt vào một bên lỗ mũi của trẻ khoảng 20 phút. Lấy ra, một cọng hành khác đặt vào lỗ mũi bên kia. Đối với trẻ đã lớn và người lớn, bạn có thể dùng trà ban cha cộng với muối với cách làm như sau. Trộn 1/2 muỗng trà muối biển, 1/3 tách trà ban cha và 2/3 tách nước sạch. Bịt lỗ mũi và hít vào bằng lỗ mũi kia bằng một ít trà, cộng muối pha như trên, rồi thổi nước ra đằng miệng. Nếu không làm được thì hỉ ra bằng mũi. Tránh ăn trái cây, đường, thực phẩm động vật nếu bạn bị nghẹt mũi. Bệnh ngoài da, dùng một lát củ cải daikon trà sát lên vùng da bị nhiễm rồi bôi dầu mề lên đó. Dùng túi cám tắm cho trẻ thay cho xà phòng. Các bệnh về da, nguyên nhân là do thận yếu, đường, trái cây và thực phẩm động vật sẽ làm tình trạng trầm trọng hơn. Ong đốt, nhai vài lá trà ban cha, lá trà tươi càng tốt và dịt vào chỗ đốt. Đau nhức sẽ hết ngày, trẻ nhỏ và người lớn bị ong đốt thường có lượng đường rất cao trong máu, bệnh tiểu đường chẳng hạn. Họ tạo ra một mùi, nơi da giống như mùi trái cây và đường làm quyến rũ ong và các côn trùng. Muối đốt. Trộn đen tì, bột tai cà nung với nước miếng của bạn dịt vào nơi muỗi đốt sẽ hết ngứa và ngừa được nhiễm độc. Nếu con bạn ăn thức ăn ngọt sẽ quyến rũ nhiều muỗi. Trẻ máu cam. Dùng cạnh lòng bàn tay của bạn đánh vào sau cổ 3 cái, giữ tư thế ngồi, đầu hơi đưa về phía trước và nút kín lỗ mũi ra máu, giữ như vậy vài phút và thở bằng miệng. Trẻ thỉnh thoảng nếu ra máu cam không có gì đáng ngại, tuy nhiên nếu máu chảy nhiều và không chịu ngừng trong vài phút sẽ liên hệ với một bác sĩ. Cảm lạnh, có nhiều nguyên nhân gây nên cảm lạnh, trẻ cảm và ho đàm, lồng ngực bị lạnh. Do nguyên nhân âm, vị thuốc tốt nhất là súp củ sen có cả hai tính âm và dương. Cách làm súp củ sen: trộn một muỗng canh củ sen nạo, 1/4 trà gừng nạo và một nhúm muối cho 1/2 tách nước đun sôi. Sức khỏe của trẻ sẽ bị ảnh hưởng nếu vùng dạ dày bị lạnh. Do phơi trần, trẻ nhiễm lạnh cơ thể sẽ bị ho và sốt nhẹ. Ăn trái cây cũng là nguyên nhân làm dạ dày lạnh và làm cản trở sự tiêu hóa. Trái cây giết chết enzyme trong một ruột và cơ thể sẽ không tạo ra chất lượng máu tốt. Củ cải daikon, nấm sốt shiitake và củ sen không giúp được gì cho loại cảm lạnh âm.
Tôi khuyên dùng súp miso với hành Scallion. Nó sẽ giết chết những vi khuẩn có hại trong dạ dày để làm dạ dày và ruột ấm lên. Cách làm như sau. Nung một muỗng miso trên lò nướng hoặc một chảo kim loại có đến khi miso có màu nâu. Trộn 1/3 miso này với một muỗng canh phần trắng của hành lá Scallion, thêm một tách nước đun sôi. Để trị cảm có đau cổ họng, ho sốt hay đau đầu và có chất nhầy thì dùng như sau. Dùng 4 hoặc 5 tấm shiitake, 2 miếng củ sen dày và 1cm và 2 củ cải trắng đại cân cùng cỡ. Nấu với 2 tách nước cho 1 giờ với lửa nhỏ, lọc và thêm chút nước tương tamari uống. Uống mỗi lần nửa tách, cách khoảng cho đến khi sốt hạ và hết cơn đau. Sốt. Để hạ sốt nhanh chóng dùng nước ép táo, apple, chua nếu nhiệt độ hơn 38 độ C. Cũng rất tốt dùng bắp cải nồi, củ cải đại cân và hành Scallion nấu với súp để làm hạ sốt. Sốt trên 38 độ thường do độc tố của thịt động vật và cá, thịt đỏ trứng, phô mát. Củ cải trắng đại cân là thần dược trong trường hợp này, nó trung hòa hết độc tố, tạo ra mồ hôi và hạ sốt. Cách làm, trộn một muỗng canh củ cải đại cân nạo, 1/3 muỗng trà gừng nạo và 1/3 chả nước tương tamari, rót một tách nước trà ba chan nóng và uống khi còn ấm. Để áp dụng cho trẻ sau khi cho dùng súp củ cải nói trên, đắp chăn cho trẻ 20 phút, súp sẽ gây đổ mồ hôi và hạ sốt. Hãy dùng cách này khoảng cho đến một khi sốt hạ hẳn. Sốt thường kèm theo suy nhược, kích động và không tự chủ do máu động trong đầu, cũng là do protein động vật. Nấm sồi, nấm đông cô, shiitake rất tốt để làm tan đi máu động. Cách làm như sau, dùng 3 tai nấm, sồi khô shiitake với 2 tách nước, đem đun sôi vào hầm trong 30 phút, lọc và lấy thêm một muỗng nước trà tương, tamari. Loại này sẽ làm trẻ yên tĩnh và làm hạ sốt. Cao đậu hũ, đậu phụ có thể dùng khi sốt ở đầu. Vắt nước trong đậu hũ, trộn thêm bột, lấy vải bọc rồi lại đắp lên đầu. Trong trường hợp tai nạn đầu bị chấn thương, cạo tóc xung quanh hết vết thương và dùng bắp cải nồi khoét rỗng đi. Rồi cho đậu hũ vào trong đó rồi đắp lên vùng điều trị. Cách này giữ cho đầu lạnh và ngăn đông máu, sốt và máu động lại. Sau khi bị tổn thương sẽ làm hại não cho mọi trường hợp. Trong trường hợp hạ sốt bằng đậu hũ chỉ nên làm một lần và nên tham khảo với một vị hướng dẫn dưỡng sinh hoặc một trung tâm dưỡng sinh. Đau cổ họng. Khi trẻ bị đau cổ họng, hãy cho cháu súp kuzu sắn dây trộn với than phổ tai, kombu. Than phổ tai sẽ làm êm dịu cổ họng. Sắn dây giúp than phổ tai dính vào cổ họng hơn và trôi xuống dạ dày. Than phổ tai sẽ được chữa trị nhiễm độc ở cổ. Nó cũng tốt cho ruột và dạ dày. Xin xem phần phương pháp cho than. Ho. Công thức dùng cho trẻ nhỏ, củ cải đai cân số 2, lấy 1/2 tách nước ép củ cải trắng đai cân trộn với 1/2 tách nước và đun lửa nhỏ. Công thức này cũng tốt đủ dùng làm thông tiểu và hạ sốt, nó loại muối cũ thừa ra khỏi cơ thể. Rối loạn dạ dày. Dạ dày của trẻ nhỏ nằm theo đường ngang trong bụng nên khi trẻ ăn nhiều dễ bị nôn ói. Khi lớn lên dạ dày thay đổi nằm theo vị trí chiều dọc nên có thể ăn nhiều được. Phương thuốc tốt nhất để trị rối loạn dạ dày là mơ muối hoặc nước ép mơ, đặc và không có muối. Mơ cũng rất tốt trong trường hợp bị hạ sốt và tiêu chảy. Mơ cũng rất tốt cho trường hợp bị sốt và tiêu chảy, cho ăn thêm đậu đỏ hạt nhỏ, xích tiểu đậu 2-3 lần mỗi ngày, hòa mơ với một ít nước trà ban cha ấm. Nước cốt mơ có tác dụng rất mạnh trên phôi thai. Tiên sinh Osawa nói bệnh kiết lỵ gây nên bởi trái cây. Để chữa bệnh này dùng nước ép mơ và mơ muối, umeboshi trong khoảng 10 hôm, ăn với cháo gạo và nấu như Kaiyu. Còn có thể trị các vấn đề rối loạn dạ dày bằng muối rang. Cách làm như sau: rang 1-4 tách muối biển trong vòng 5 phút với lửa vừa, cho muối nóng rồi cho vào một miếng vải cotton và buộc chặt lại. Đặt túi muối lên vùng dạ dày của trẻ, phủ lên bằng một miếng khăn mỏng. Cẩn thận đừng cho túi muối quá nóng. Cách chườm túi nóng này cũng tốt cho trường hợp đầu tai. Nếu dạ dày rối loạn, trẻ sẽ không muốn ăn. Đừng ép trẻ ăn chờ, cho trẻ đợi ăn trở lại. Khi đó có thể cơ thể của trẻ sẽ ăn bánh gạo, như loại bánh gạo Chikosan. Nếu trẻ có sốt, tiêu chảy và lại thường khát nước, hãy cho trẻ uống trà ban cha hoặc nước sôi để ấm ấm. Để trị hơi bốc từ ruột lên, tốt nhất là dùng than mơ muối, umeboshi. Thêm phần cuối, đó là một loại rất dương và làm ấm cơ thể, trộn với than mơ muối, umeboshi với súp sắn dây, cơ thể trẻ sẽ ấm lại rất nhanh. Bên ngoài có thể dùng chai nước nóng mà ủ cho trẻ. Đừng dùng miền điện, nó phát ra làn sóng âm tính và làm khô chất dầu của da. Tiêu chảy, có hai loại tiêu chảy âm và dương. Loại dương do một hoạt động thái quá, thức ăn qua cơ thể thật nhanh, phân màu vàng. Loại âm gây nên do ruột yếu phải trung giãn. Phần màu xanh, có chất nhầy. Để trị bệnh tiêu chảy dương và dùng trái táo, apple, nạo ra ăn và sau đó ăn táo nướng,
loại âm dùng sắn dây trộn với lại than mơ muối umeboshi. Táo bón, loại dương doanh quá nhiều thịt trứng và muối, hãy tràn một muỗng trà dầu mè và dùng dụng cụ thụt, loại âm do ruột gan trương giãn. Dùng túi nước nóng chườm lên bụng và thụt ruột với nước muối nóng. Trị tổng quát khi các cơ quan yếu hoặc ăn không tiêu, dùng trà ban trà, tương, mơ muối. Nó giúp tuần hoàn tốt, trợ tim và làm hết mệt mỏi. Dùng trà này sau khi tắm với nước ấm để thay thế lượng muối của cơ thể. Trà ban trà trong mơ muối cũng tốt trong trường hợp nhịn ăn. Nó giúp tống hết phân cũ, nó còn giúp tiện ích cho các phụ nữ làm việc lao động bằng chân tay. Tôi có lần phải giải phẫu nướu răng, tôi dùng trà ban trà tương mơ muối. Umeboshi 3 lần trong suốt một đêm và không thấy đau đớn gì, đồng thời phục hồi rất nhanh. Cách làm trà: 1/2 trái mơ muối umeboshi, 1/2 muỗng nước tương tamari, 3 giọt gừng, rót 1/2 tách trà ban trà vào lúc uống còn ấm. Nếu dạ dày đắp gạc gừng, Guinness Compress rất tốt, máu sẽ lưu thông tốt qua dạ dày và làm sạch nó. Đừng đun sôi gừng quá và dùng nước gừng 2-3 lần mới bỏ. Nhớ mỗi lần dùng lại cho thêm một muỗng canh gừng nạo và túi gừng. Phụ nữ là những bông hoa của cuộc sống, bạn đừng lơ là việc trang điểm, nhất là sau khi đã xanh. Nếu làn da của bạn không đẹp, dùng túi cám ngâm và nước ấm trong vài phút, cho nước ấm có màu trắng đục, dùng trà mặt sáng vào tối hoặc tắm thay cho xà phòng, bạn sẽ có làn da đẹp và mịn như lụa. Túi cám trị được các bệnh ngoài da nữa. Hãy vui vẻ dù cuộc sống có khó khăn, chúng ta được sinh ra với tấm thân trần trụi. Và nếu bạn nhớ kỹ, bạn từ giã có đời này cũng với tâm thân đó. Bạn đừng âu sầu với những gì là vật chất thế gian. Cuộc sống chúng ta là một vé du lịch không khứ hồi. Sống, tận hưởng vui thích và đừng vứt bỏ nó. Tôi cầu xin bạn hãy sống được hạnh phúc và xin dừng bút nơi đây. 5. Công thức làm món ăn cho trẻ. 1. Sữa gạo số 1. Nếu bà mẹ không đủ sữa cho con bú, dùng sữa coco rất tốt. Tuy nhiên có vài trẻ rất dương nên dùng sữa gạo số 2. Sữa số 2 dùng cho trẻ nhỏ, còn sữa số 1 dùng cho trẻ lớn hơn, xem ở chương 1. Cách làm: đem nấu sôi một tách gạo với 10 tách nước, giảm lửa nhỏ trong vòng 2-3 giờ. Cho nhừ, lọc vỏ đi, chất lỏng còn lại gọi là gạo sữa. Có thể cho thêm siro gạo để vị giống như sữa mẹ. Có thể cho thêm siro Zinnia, loại có bán trong các cửa hàng ở Nhật. Tuy nhiên phải xem đúng là loại làm từ khoai ngọt, nếu được hiệu Chisosan là tốt. Loại này làm từ gạo xay, mạch nha đại mạch và men làm từ hạt lúa mạch. 2. Sữa đậu nành. Sữa đậu nành rất âm, chỉ cho trẻ dương, mạnh khỏe dùng. Tại Nhật, sữa đậu nành chỉ dùng trong các mùa hè vì nó chứa nhiều potassium làm lạnh cơ thể. Người ăn thịt có thể dùng thường, còn đối với người dưỡng sinh, nhất là các bà mẹ có dưỡng sinh, có thai thì nó quá âm, không nên cho các trẻ có tạng yếu uống sữa đậu nành. 3. Bánh mochi ít mẫu. Cách làm: ngâm 7 tách gạo lứt với 10 tách nước trong 24 tiếng, ngâm 5 khoanh ít mẫu khô với 1 tách nước qua đêm, lọc gạo đi. Hầm rau củ trong nồi áp suất, lấy 2 tách nước nấu sôi đổ vào gạo đã lọc. Đậy nắp lại và đem nồi áp suất với lửa lớn. Khi nút an toàn đã lắc lư do đủ áp suất, hạ lửa nấu trong 30 phút. Dùng nước tưới xung quanh nồi cho giảm áp suất, thêm vào đó 2 tách nước nóng và nấu áp suất tiếp 30 phút nữa, rồi tắt lửa. Đem ít mẫu ngâm nấu cùng với nước ngâm cho đó 10 phút, rồi lọc và xé vụn bằng tay. Để gạo nấu vào cối và tán nhuyễn với một cái chảy gỗ trong 20 phút. Khi cơm đã nguội, cho vào trong rau củ đã hấp và hấp cả hai thứ thêm 10 phút với lửa lớn. Thêm ít mẫu vào cơm nghiền một lần nữa bằng chảy gỗ, cuối cùng vắt thành từng bánh tròn. Để trẻ dùng, nấu mochi với súp miso. Bánh mochi có thể đem nướng và để dành được lâu, nướng khoảng 7 phút. 4. Cháo gạo lứt nấu nhừ. Lấy 1 phần gạo và 10 phần nước vo thật sạch, nấu với lửa lớn cho sôi rồi hạ lửa nhỏ, nấu thêm khoảng 4-5 tiếng đồng hồ. Tắt lửa để vậy trong 20 phút nữa, mở nắp, đánh nhừ cháo rồi cho trẻ dùng. 5. Cháo đặc với rau củ. 1 phần gạo, 1/3 củ cải daiko cắt nhỏ thành con cờ. 1/4 củ cải cà rốt cắt con cờ. 8 phần nước, xào rau củ với 1 tí dầu, cho củ cải vào trước, rồi cho cà rốt vào, thêm nước nấu, thêm gạo nấu trong 2 tiếng đồng hồ với lửa nhỏ, thêm miso, tương hoặc muối, và mùa hè đừng nấu với dầu là tốt nhất. 6. Kem gạo. Rửa sạch gạo và rang gạo cho đến khi gạo nở ra và có màu vàng, xay thật mịn. 1/2 phần bột kem gạo, 3 phần nước, 1 miếng muối, rang bột kem gạo cho thơm, rồi trộn đều với nước, nấu cho sôi, rồi hạ lửa nhỏ trong vòng 45 phút, trộn đều mà dùng. 7. Chất ngọt từ gạo, amasake. Amasake làm từ gạo nếp lứt, lúa mạch hoặc kê. 2 phần gạo nếp, 4 phần nước, 1 phần men kochi. Rửa gạo thật sạch, thay nước cho đến khi trong, ngâm với 4 phần nước qua đêm, đem nấu với lửa hơi nhỏ lúc đầu và sau đó cho lửa vừa. Khi đã có hơi, tắt lửa và để vậy chừng 45 phút cho nguội và đều có thể dùng tay bóc gạo được.
Trộn men kochi với gạo vừa nấu còn ấm để lên men 3-4 tiếng đồng hồ. Cho gạo vào bình thủy tinh hoặc lọ các tráng men khi trộn với men. Đừng dùng bằng lọ sắt, đậy lại và đặt nơi ấm. Trong thời kỳ lên men trộn thật đều từ trên xuống dưới nhiều lần, sau đó cho hỗn hợp vào nồi và đem nấu. Vặn lửa sao cho chỉ còn 1 hoặc 2 bong bóng hơi nổi lên, lại để nguội lần nữa và cho hỗn hợp vào bình thủy tinh rồi để vào tủ lạnh. Sau 5-7 ngày là dùng được. Amasake có thể dùng được lâu nếu để vào nơi lạnh và lúc nấu phải nấu hơi lâu cho màu trở thành nâu. Khi nấu đừng đậy nắp, nó có chất ngọt như đường và có thể dùng làm bánh ngọt, bánh nướng. Nếu dùng làm thưởng thức, có thể uống thêm nước chín rồi nấu thêm mà dùng. Bánh mì gạo, 4 phần gạo nấu chín, 5 phần nước ấm, 8 phần bột mì lứt, 2 phần bột bắp, 2 phần bột kê, muối nấu cho vừa ăn. Trộn tất cả cho thật đều, nhồi một chút rồi để qua đêm. Nhớ lấy vải phủ lại, đun nóng nướng trong lò nướng. Nhớ bôi dầu khuôn nướng và cho vào khuôn nướng 2/3 bột nhão nói trên, dùng xoa xẻ dọc một đường chính giữa để lúc nở bánh phồng ra. Nếu sử dụng lò có đèn báo để nướng độ ở 1 tiếng đồng hồ, để nhiệt độ thấp nhất lối 1000F hay 380 độ C, sau đó tăng nhiệt độ lên 1000 độ C nướng cho vàng khô. 9. Thức ăn cho trẻ đau yếu. Sắn dây kuzu, nói đến nấu lên cho bột trong thêm một chút nước tương tamari, có thể thêm than mơ muối umeboshi vào làm dương hơn. Kem gạo đặc biệt, nấu kem gạo nhiều số 6, nấu 2-3 tiếng, xong lọc bằng một miếng vải cotton, dùng dầu gỗ ép, chất nhựa lọc ra được gọi là kem đặc biệt, phần sắc gạo dùng làm bánh mì. 10. Cháo gạo nhừ, 1 tách gạo 6 tách nước. Nấu cho mềm nhừ rất tốt cho trẻ khi bị sốt, nếu dùng mì nuôi và cháo yến mạch rất dễ tiêu cho trẻ lúc ốm. 11. Súp mì sợi. Dùng một mì gói udon, 7 lá bắp cải và 3 cuộn hành lá cho 8 tách nước chín, đem nấu rồi thêm 1 tách nước lạnh. Đem nấu lại lần nữa, tắt lửa và lọc lấy mì. Sắt lát bắp cải và hành cho vào 8 tách nước. Đem nấu lửa nhỏ khoảng 20 phút. Đem nước tương tamari cho mì và súp vào nấu sôi lại dùng nóng. Ở Việt Nam thì dùng bún chà và phở chà thay thế cũng rất tốt. Trà gạo. Khi trẻ không ăn biết ngon, dùng trà gạo rất tốt. Rang 1 tách trà cho vàng, thêm vào 10 tách nước và nấu trong vòng 30 phút, lọc và cho trẻ uống. Nếu thể chất con bạn dương nó sẽ không thích trà đạo, nếu thể trạng của con bạn dương nó không thích trà gạo đâu. Hãy cho nó uống lúa mạch hoặc là trà ý dĩ. 13. Thuốc làm từ than đốt. Thuốc làm từ than đốt rất dương, để làm than mơ muối umeboshi, than rong phổ tai hoặc là than tai cà tím, denti, dùng một cái nồi không tráng men và có nắp vừa vặn. Đổ 1/3 nồi loại muốn nung, bịt kín nắp nồi bằng một bánh mì nhão để không bị không khí vào được. Cách này rất là hay, ở Việt Nam chỉ thấy dùng cho trộn với bùn không được vệ sinh lắm. Nung với lửa lớn, khi đã có khói, mở nồi và giảm lửa. Nồi nung hơn 1 tiếng đồng hồ. Lấy thuốc khỏi nồi làm tan đều. Bạn có thể nghe được tiếng than động vào nhau vang lên. Nếu không có tiếng, nung thêm 10 phút nữa. Để nguội trong 30 phút rồi mở nắp, xay thành bột mịn trong cố đất. Suribachi, đậy kỹ. Có thêm nhiều gia đình khỏe mạnh. Cuộc trò chuyện của Kim Allen với Daniel Avoli. Bà Diane Avoli, một người đã có thâm niên làm tư vấn về thực dưỡng. Bà có một kho báu thông tin về lĩnh vực này. Suốt thời gian 30 năm qua, bà đã giúp hết gia đình này đến gia đình khác, đứng vững được và khỏe mạnh. Khó khăn lắm bà mới dành được ít thời gian trò chuyện với Kim Allen. Sau đây là cuộc trao đổi giữa hai người này. Kim Allen, chúng ta hãy viết tắt là KA. Bắt đầu với thực dưỡng như thế nào? Diane Avo, viết tắt là DA. Chúng tôi bắt đầu vào cuối những năm 1960. Lúc này chúng tôi đang khám phá, chồng tôi đang uống Dilantin để chữa bệnh động kinh và nhà tôi cảm thấy rằng anh có thể từ bỏ các loại thuốc bằng cách ăn kiêng. Chúng tôi bắt đầu nghiên cứu tạp chí Prevention, phòng ngừa và nhận thấy rất nhiều ý kiến khác nhau, biết được nhiều loại dinh dưỡng và loại bỏ một số thứ. Kim Allen, bà sinh được bao nhiêu cháu? Daniel Avo, lúc bấy giờ tôi chưa có con, chúng tôi sống ở Milwaukee và tìm sữa chua. Lúc bấy giờ có một cái gì đó mới bạn không thể tìm thấy nó trong siêu thị. Chúng tôi phát hiện ra một kho thực phẩm nhỏ phục vụ cho sức khỏe, đó là chất xơ. Tôi nhớ lại mỗi lần đi xuống cầu thang vào trong một cái hầm lớn có rất nhiều thùng lớn. Trong mỗi một chiếc thùng này chứa được đầy gạo lứt,
Chồng tôi đi đến các thùng này và bị chiếc thùng này cuốn hút giống như một ma lực. Anh của tay khắp thùng và nói, cái này thật là tuyệt, đây là thứ mà chúng ta đang ăn. Anh quay lại phía tôi và tôi vừa nhún vai vừa nói, em không biết đó là thứ gì. Không lâu sau, trong một vùng ở Bắc thành phố New York, chúng tôi vội vã đến thăm những người học cùng trường trung học với anh và mới từ thành phố New York trở về đây và đã từng nghiên cứu thực dưỡng với Michio Kushi. Chúng tôi đã có cháu gái đầu lòng và hoàn toàn cai đường và thịt, nhưng chúng tôi tiếp tục ăn các sản phẩm từ sữa. Chúng tôi chưa hiểu gì về thực dưỡng. Những người bạn này mở các lớp học và chúng tôi cùng ăn tối nghe giảng. Những bài giảng đã thấm ngay vào đầu tôi, nhưng tôi lại thích những bữa ăn cơm tối, đặc biệt là loại nước chấm hạt dẻ chan với cơm. Vì tôi bị loại nước chấm này thuyết phục, nó ngon tuyệt vời. Sau đó tôi tham dự một lớp học nấu ăn, chính là nơi tôi đã biết cách chế biến loại gạo lứt đặc biệt, chính là nơi tôi đã biết cách chế biến loại gạo lứt, đặc biệt nhất là món súp miso mặn và một loại bánh mì làm tại nhà giống như hòn gạch vậy. Chúng tôi ăn rất nhiều muối trong những ngày ở đây. Chẳng bao lâu sau lớp học này, tôi cuốn gói vào bệnh viện. Mẹ tôi nói với tôi rằng kể từ khi tôi còn là một đứa bé, tôi có thể chết vì hình dạng rất khéo léo. Bà không biết được cái gì sẽ đến. Tôi càng lo lắng trong những ngày này, rõ ràng là tôi đã bị bệnh ruột thừa bị hoại thư dần và lan ra cơ thể tôi, và đó là những gì tạo ra một bóng đen trong suốt cuộc đời. Nhưng điều đó đã thấm vào trong suy nghĩ của tôi lúc bấy giờ. Họ đã phẫu thuật cho tôi và tôi biết chỉ còn 30% cơ hội để sống sót. Họ đã cắt bỏ ruột thừa nhưng vẫn còn rất nhiều chỗ hoại thư trong cơ thể tôi và họ không cho rằng tôi có thể sống được. Do vậy, trời bắt đầu đưa gạo lứt và đậu lăng, lenti đến cho tôi. Anh nấu và mang vào bệnh viện. Thậm chí người ta còn cho rằng tôi không thể sống được với loại thực phẩm rắn này và sau 4 tuần tôi có thể đứng dậy được và đề nghị ra được viện. Họ nói bà không thể đứng được. Họ cho tôi đi ra ngoài và trao đổi với bác sĩ phẫu thuật. Ông ta hỏi, tại sao bà sống được? Tôi nói, tôi không biết nhưng tôi có ý định tìm ra lý do tại sao. Chẳng bao lâu sau tôi quyết định chuyển sang sống ở Anh. Chúng tôi cùng nghiên cứu Kushi và tìm được lý do làm cho tôi vẫn còn sống được. Bây giờ tôi biết rằng chất lượng của máu có thể làm thay đổi trong một vài tuần và đó là những gì đang xảy ra. Tuy nhiên những tế bào bị chết vẫn nằm trong máu của tôi. Trong một số tuần chất lượng máu của tôi thay đổi và thậm chí nó đã thải một số tế bào chết ra khỏi các cơ quan bị nhiễm. Đó là lý do tôi sống được. Chồng tôi thôi không bôi thuốc trong 3 tháng. Cái đáng quan tâm là tôi lại có một số vấn đề khác. Tôi đã bị điếc một bên tai do bơi trong hồ sau cơn bão và có một vật gì đó lọt vào tai và gây nhiễm trùng. Đại khái đó là những gì bác sĩ nói với tôi, nếu tôi không khỏi chữa được. Sau khi ăn theo phương pháp thực dưỡng trong một vài tháng, tôi có thể nghe hòa nhạc và tôi nghĩ mọi người đang la hét tôi, khả năng tôi trở lại bình thường. Kim Anlen, thật là tuyệt vời làm sao? Dania Alford tiếp tục đáp. Đúng vậy, họ đã nói với tôi và tôi phải dùng găng tay. Từ tuổi 20 tôi bắt đầu có chứng bệnh viêm khớp lưng và đầu gối, tất cả đã biến mất. Tôi mắc bệnh ngoài da, hay còn gọi là phát ban, đặc biệt là lở tay. Họ nói rằng tôi bị dị ứng xà phòng và tất nhiên sau đó tôi ngừng ăn các sản phẩm chế biến từ sữa và các vết ban này cũng biến mất. Kim Alan tiếp tục hỏi, tất cả những chứng bệnh này bà nghĩ bà có thể chung sống với chúng và làm quen với chúng không? Daniel Avor đáp, đúng vậy và họ nói với tôi rằng phải dùng găng tay, tất cả những thứ bệnh này đã khỏi và biến mất. Kim Alan, bây giờ bà vẫn có thể dạy học ở học viện chứ? Daniel Avor đáp. Về cơ bản mà nói, tôi đi du lịch khắp nơi. Tôi mở các lớp học nấu ăn và giảng bài, đặc biệt là về các vấn đề liên quan đến các gia đình, phụ nữ và trẻ em. Tôi tư vấn bằng nhiều cách. Kim Alan trả lời, có phải điều này là trọng tâm của bà không? Daniel Avor tiếp tục. Không, về cơ bản điều này thúc đẩy chúng tôi. Tôi nhớ những ngày đầu khi tôi đang làm việc ở Kushi, hai vấn đề nổi lên trong suy nghĩ của tôi. Michio nói có rất nhiều trẻ em, có một gia đình lớn. Chúng tôi thường cười và rốt cuộc tôi đã có 8 đứa con. Và điều thứ hai ông ta nói, bạn phải dạy học. Tôi nhận thức được tại sao ông ta nêu lên hai vấn đề này. Có một gia đình lớn hoặc nó làm cho bạn khỏe mạnh hoặc nó bóp chết bạn. Các bạn phải có sức mạnh để làm việc đó và cũng để cung cấp cho thế giới những đứa trẻ khỏe mạnh. Đi khắp nơi và dạy học là cách tốt nhất để học tập. Bạn học những gì bạn chưa biết và bạn học được rất nhiều ở các sinh viên. Thực sự chưa có một ai trong khu vực này dạy về trẻ em. Chúng tôi mắc rất nhiều sai lầm, điều mà chúng tôi rất muốn chia sẻ với những người khác, để họ không mắc những sai lầm như chúng tôi. Thật may mắn những sai lầm của chúng tôi không nghiêm trọng lắm và được sửa chữa kịp thời, nên bọn trẻ chưa bị tổn thương. Chúng chỉ là những sai lầm ngờ nghịch, một lĩnh vực mới như vậy và thậm chí là những lĩnh vực mà Avalyn giảng dạy rất tốt cho mọi người bằng những kinh nghiệm của bà và tốt cho cả người châu Âu. Nhưng đối với người Mỹ, chúng tôi có rất nhiều thế hệ trong những người mắc bệnh sau chúng tôi lại không thực hiện được tốt để nâng cao sức khỏe cho trẻ em, mang bằng chất dương như vậy. Bà và tôi không tán thành đối với nhiều vấn đề trong nhiều năm,
Nhưng chúng tôi trở thành bạn thân thiết của nhau cũng vì điều này. Cả hai chúng tôi học tập lẫn nhau. Đây là một mối quan hệ tuyệt vời. Kimalen. Điều ngạc nhiên đối với tôi khi bà nói với tôi ăn uống mở rộng hơn nếu tôi biết cách thải chất độc ra được. Tôi luôn làm ngược lại, giống như nhịn đói hoặc không uống nước khi bị viêm họng, và lại có tác dụng. Daniel Aver. Đúng vậy, những điều này phụ thuộc vào lối sống của bạn. Đối với những người có thể đi tới một túp lều nhỏ trong rừng và không phải chăm sóc ai, hoặc làm việc lau nhà, họ có thể ăn những thứ mang dương tính nhiều hơn và có thể bài tiết chất độc ra ngoài. Hãy để cho nó bộc lộ bằng cách ăn kiêng thực sự. Nhưng nếu bạn có thai hoặc đang cho con bú, hoặc bạn đang nuôi con nhỏ, hoặc có một công việc, hoặc có một việc gì khác đấy, thì do hoàn cảnh buộc sống, thực sự bạn không có thể làm được như vậy. Bằng cách ăn uống phóng khoáng, sự bài tiết của bạn sẽ bị ngưng trệ. Và nếu bạn ăn uống theo phương pháp ăn kiêng, bạn hiểu rằng bạn đang tẩy rửa, nhưng chậm hơn. Kimalen, dường như phải mất nhiều thời gian để vượt qua tất cả. Daniel Aver, bằng cách nào? Kimalen, phải thận trọng hơn chăng? Daniel Aver, đúng vậy. Và khi bạn thôi cho con bú, bạn có thể quyết định. Chào ôi, tôi có một sự thay đổi nho nhỏ trong một vài tuần tới. Đó là những gì tôi đang làm. Tôi chấm dứt công việc dạy học, tôi mở một quán bán đồ uống và chế biến nhanh. Tôi cũng có những kỳ nghỉ và muốn có được một thân hình đẹp. Kimalen đáp thêm. Khi tôi gặp các con của bà tại trại Kusi vài năm trước đây, chúng dường như rất hài lòng với lối sống thực dưỡng. Daniel Aver, tất cả chúng đều sử dụng thực dưỡng bằng nhiều cách khác nhau. Cô con gái cả của chúng tôi theo cách tránh né và đánh chén rất nhiều với bạn bè của nó. Chúng tôi ăn theo chế độ rất nghiêm khắc trong những ngày này. Chúng tôi không hiểu được tại sao bọn trẻ thích ăn nhiều loại. Chúng không khỏi bệnh. Nó thường mang cơm nắm tới trường. Nó giấu trong một cái túi ở cầu thang vào mùa xuân. Chúng tôi tìm thấy nắm cơm đang tan rã này. Nó thực sự không ăn theo chế độ ăn kiêng cho đến khi nó có gia đình. Và nó muốn con gái của nó ăn tốt. Nó hình dung rằng nó sẽ tốt hơn cùng với con gái của nó. Còn những đứa trẻ khác ham mê thực dưỡng. Một vài đứa trong nhà chúng tôi ăn nhiều thời kỳ ở chỗ này hay chỗ khác. Chúng hiểu rằng một số loại thực phẩm gây bệnh và sau đó chúng không ăn nữa. Khi chúng có gia đình riêng, cách ăn theo thực dưỡng mới được tăng lên. Một trong những đứa con gái của tôi lớn lên mà chưa bao giờ ăn uống tự do cả, thậm chí là cả cá. Nó rất khỏe và rất tươi tắn. Nó là một người biết sáng tạo và nó là một trong những người sáng lập ra một câu lạc bộ ở trường. Nó gây được ấn tượng tốt trong tất cả các môn thể thao mà nó tham gia. Người ta thấy chúng không biết mệt mỏi. Chúng có thể đổ mồ hôi nhưng không bao giờ có mùi hôi. Chúng có hình dáng rất đẹp và bạn bè của chúng phải thốt lên. Làm sao có được hình dáng tuyệt vời vậy? Chúng nói đó là cách ăn uống. Chúng không bao giờ có mụn nhọt hay bị chuột rút. Đó là tất cả những gì bọn trẻ có được. Và bạn bè của chúng bắt đầu làm theo. Chúng không thực hiện một điều gì đặc biệt, chỉ là đây là loại thực phẩm mà tôi ăn nếu bạn muốn thử một vài thứ. Và nhiều khi, những đứa con trong bọn chúng rất là say mê. Chúng làm theo và bắt đầu ăn. Một cô gái theo học lớp nấu ăn và làm việc cùng tôi. Cô ấy say mê bọn trẻ và say mê thực dưỡng. Chúng thực hiện rất tốt. Có một cô gái chuyển đến ở với chúng tôi, cô ấy rất khỏe và cảm thấy cần thực dưỡng. Cha mẹ cô đã chuyển ra một quán ngoại thành và cô nói, vậy là tôi sẽ sống với Avelin và thực hiện chế độ thực dưỡng. Điều mà bọn trẻ của nhà tôi làm rất nhiều, chúng có thể giúp bạn bè của chúng ăn uống tốt hơn. Các câu lạc bộ thực dưỡng bắt đầu hoạt động, khi tất cả chúng mang món thực dưỡng tới trường và cùng chia sẻ. Những người kèm, cặp không cho phép chúng ăn đường. Chúng từ bỏ các món ăn tại cửa hàng McDonald's trên đường từ trường về nhà và sau những trận đấu bóng rổ, bởi những khi không có một ai trong bọn chúng xuống xe buýt, họ chỉ cho phép bọn trẻ mang theo hoa quả và nước. Kimalen, điều này thật vĩ đại. Sau khi nghe xong quyển sách, nếu các bạn thấy hay và bổ ích, các bạn hãy đến ngay nhà sách gần nhất tìm mua sách gốc để ủng hộ tác giả và nhà xuất bản nha. Ha ha ha, 问什么的说呵